Đây là khu tập thể Định Công nhá. Hôm nay cho bà Túy đi nhá. Đoạn nãy quay rất đẹp mà cây mai cây đào cả rất là đẹp luôn, nhưng mà lại quên ấn nút quay các bạn ạ. Đây. Đâu quên cái gì đây? Ôi giời. Thế bây giờ vào thang máy nhá, vào đây là vào nhà cậu Phong nhá. Đấy. Là em của chị Hẳn. Đây nhá, đây là đang ở trên cầu thang máy này. Đấy, đang chuẩn bị phong bì để mừng tuổi đấy, cho nên là phải giấu kín vào ở đến lên cầu thang máy này đấy. Đấy chưa? Đây đã đến rồi. Đây. Đây đây. Đây là nhà cậu Phong em chị Hẳn đấy. Đây. Đây, xin chào nhá. Đây, xin chào nhá, nhà rất đẹp luôn này. Đây này đấy. Đây là bạn Giang, vợ của anh Phong nhá. Em chị Hẳn nhà. Đấy. Đây con bông. Đây. Các cái bông hoa này, cái cây hoa này giống cái cây nhà mình nhỉ? Giống ạ. Giống lắm. Nhà này nhà cậu Phong. Biết gì rồi. Đây ơi, ăn đồ Tây. Ăn hôm nay là ăn đồ Nga. Sốt Nga, tất cả mọi thứ của Nga hết. Đấy. Đây là đồ Tây nhá. Đấy. Lần sau lại phải năng lên lên là bất ra. Hương vị Tây. Nhà chị Hẳn còn đẹp hơn. Nhà này chưa đẹp đâu. Nhà kia ở Vincom mà đẹp hơn, lộng lẫy xa hoa hơn nhiều. Nhà em đâu đây không phải đẹp chứ là cũng xinh hết, sức khỏe gia đình